Tình tin đồn trớt quốc ở VBiz, cặp Nhu Thúy chưa sai bằng người tình đơn phương của Mỹ Tâm. Chuyện tình cảm của các nghệ sĩ VBiz luôn là điều được cư dân mạng quan tâm nhiệt tình, đặc biệt là những cặp đôi bị tin đồn tình cảm bủa vây nhưng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận, chỉ thường xuyên xô ân ái trên mạng xã hội, mặc cho cư dân mạng suy đoán đủ điều. Hà Anh Tuấn, Thanh Hằng. Vốn là cặp bạn thân lâu năm nên nhiều khán giả thường xuyên gán ghép Hà Anh Tuấn với Thanh Hằng, thậm chí trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ chỉ theo dõi đúng 6 người, trong đó có Thanh Hằng. Hai người tuy không kè kè bên cạnh trong các sự kiện lớn nhỏ nhưng luôn dành cho nhau những tình cảm thân thiết. Trước sự yêu quý của khán giả, Thanh Hằng chỉ ấp mở, tình cảm của người yêu quý dành cho thì sao mà cản nổi. Tuy nhiên, cô nàng siêu mẫu cũng thừa nhận bản thân khá đàn ông và hơi nóng tính nên không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Người đàn ông lý tưởng của cô phải là một người bản lĩnh và cao tay để có thể giữ được trái tim của người đẹp. Trong khi đó, Hà Anh Tuấn lại là chàng ca sĩ mộng mơ, đa sầu đa cảm. Nhìn thế nào cũng không giống một người có thể khắc chế được cô nàng siêu mẫu mạnh mẽ cá tính này. Chính vì thế, tuy giữa cặp đôi có rất nhiều tin đồn để dân chúng đẩy thuyền, nhưng khi đặt hai người cạnh nhau lại càng giống họ chị em thân thiết hơn. Nhu Phước Thịnh, Mai Phương Thúy. Từng là người cũ của nhau, nhưng đến hiện tại, Mai Phương Thúy và Nhu Phước Thịnh vẫn không hề tỏ ra khó xử, mà rất thoải mái vui vẻ mỗi khi gặp mặt. Thậm chí, hai người còn không ngại có những hành động thân mật từ trên mạng cho đến ngoài đời thật, khiến công chúng tò mò liệu rằng bao giờ anh chị mới về chung một nhà. Mỗi lần họ bạn thân gặp mặt là y như rằng người ta nhìn thấy chàng ca sĩ và nàng hậu xinh đẹp dính lấy nhau như sam, lại còn thể hiện hàng loạt hành động tình cảm như những cặp đôi bình thường như ôm nhau, nhìn say đắm, hôn má. Thậm chí, Nhu Phước Thịnh còn tỏ thái độ ghen tuông, chỉnh váy áo cho Mai Phương Thúy để tránh cô bị hớ hên. Dù có hàng loạt nghi vấn tình cảm giữa cặp đôi tràn lan trên mạng xã hội, nhưng nhiều người cho rằng nam ca sĩ đang cố gắng gồng để giấu giới tính thật của mình. Những hành động tương tác giữa cặp đôi được cho là làm màu, thể hiện. Trước những ý kiến đó, Nhu Phước Thịnh chỉ cười và nói, đó là một tình cảm tri kỷ tốt đẹp, chúng tôi bên nhau không hề gán gượng mà hoàn toàn tự nhiên. Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm liên tiếp nhận được những lời tỏ tình từ ông Hoàng Nhạc Việt, nhưng không hiểu sao, họa mi tóc nâu vẫn vô cùng thờ ơ. Thậm chí Mỹ Tâm còn từng chia sẻ, việc anh Hưng thổ lộ với tôi có rất nhiều lần chứ không phải một lần. Tôi cũng có sự quý mến anh ấy nhất định. Tôi quý trọng điều đó và cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho tôi là chân thật. Còn tình yêu có hay không, chỉ sâu thẳm trong tim anh Hưng mới là người biết được. Đàm Vĩnh Hưng là một trong những sao nam khá khôn khéo trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần, nhưng anh vẫn chấp nhận một mình lẻ bóng với phát ngôn kinh điển. Sợ mất fan nên sẽ ở vậy cả đời. Quả thật, suốt nhiều năm qua, nam ca sĩ chẳng hề vướng vào bất kỳ scandal tình ái nào, ngoại trừ mối tình chung thủy với nàng họa mi. Điều kỳ lạ là dù nhiều năm trôi qua, không được đáp lại tình cảm nhưng Mr. Đàm vẫn luôn một lòng với tình yêu đơn phương này. Thậm chí, khi có tin đồn về giới tính của mình, anh không ngại khẳng định, trong mọi người ai cũng sẽ có phần nam tính và nữ tính. Mỹ Tâm là người duy nhất làm tôi trở nên nam tính hơn bình thường. Chính vì thế, không ít người tỏ vẻ nghi ngờ nam ca sĩ đang lợi dụng tên tuổi của Mỹ Tâm để che giấu chuyện tình cảm thật sự của mình. Will, Chun Vũ. Kể từ khi về chung một công ty chủ quản, thì Will và Chun Vũ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dịp lớn nhỏ. Thậm chí hai người còn chơi chung với một hội bạn thân, rất hay đi ăn uống và du lịch cùng nhau. Thế nhưng mặc cho các fan nhiệt tình gán ghép thì hai người vẫn đường ai nấy đi. Theo thông tin gần đây thì Chun Vũ đang trong một mối quan hệ tình cảm với một nhiếp ảnh gia có tiếng, cũng là người chụp cho cô nàng rất nhiều bộ hình xuất thần trên Facebook. Còn Will lại khẳng định bản thân không hề có tình cảm với Chun Vũ. Nam ca sĩ cho hay, tôi biết Chun Vũ từ những dự án quảng cáo hay những bộ phim, nhưng sau khi về chung công ty quản lý thì cảm thấy Chun Vũ chỉ hợp với làm em gái mà thôi. Quả thật gu của Will không phải là Chun, bởi lẽ những cô bạn gái mà anh chàng trước kia từng công khai như Katie Nguyễn hay Quỳnh Anh Xin đều có những nét cá tính mạnh mẽ riêng khiến đàn ông khao khát chinh phục. Còn theo mình thì Chun Vũ lại khá nhạt nhòa, chưa tạo được dấu ấn khiến người ta nhớ đến mình trừ vẻ ngoài xinh đẹp. Chuyện tình cảm của các nghệ sĩ luôn là đề tài khiến công chúng tò mò, nhất cử nhất động đều được pha soi tận chân tơ kẻ tóc để phát hiện ra sự thật. Nhưng với những mối tình tin đồn trớt quớt của các sao trên thì các fan đừng mong có thật, mà chúng chỉ có kết quả tươi đẹp trên mạng xã hội mà thôi. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.